Xin chào các bạn. Cô chào Hiếu. Chào Hoàng, chào Hưng. Cô chào Hoàng Sơn. Toàn những gương mặt thân quen. Tôi có chào Nhã Linh, cô chào Thoa. Tôi có chào Trường Giang, cô chào Hoàng Minh. Chào Hoàng Nguyễn. Cô chào Nhi nè. Chào bạn Hoàng Sơn. Tôi chào Phan Thảo. Tuần vừa rồi của chúng ta thế nào nhỉ? Tuần vừa rồi của chúng ta thế nào rồi? Có vui không? Trời ơi, tuần vừa rồi chúng ta có đi chơi đâu chơi không? Chúng ta có đi đâu chơi không? Cô chào Tố Lan. Cô chào Việt Hoàng. Cô chào Ngọc Anh. Có nghe thấy gì không nhỉ? Có nghe rõ không nhỉ? Có nghe rõ không? Cô chào Bích Nguyễn. Đang nói rất là to rồi đấy. Đang cố gắng nói to rồi. Rất chi là vui à. Tốt à. Không biết là chúng ta có kịp đi đâu không nhỉ? Bởi vì Covid bây giờ đang everywhere, đang khắp nơi rồi. Này thì cô khỏi bệnh chưa? Sao em nghe thấy giọng cô có vẻ ổn ổn à? Giọng cô cũng ổn hơn một chút rồi, nhưng mà vẫn hơi ngặt mũi một chút. Vẫn không thể nào mà hết ốm được. Buồn lắm. Thế nên là cô rất cần sự động viên của các bạn để buổi sáng ngày hôm nay là hay hơn. Đấy. Rồi, cô chào Hoa Bằng Lăng Tím. Cô chào Thảo, cô chào Hiền. Toàn gương mặt thân quen thôi. Tuần vừa rồi là bạn Tuyết à? Kiểm tra 15 phút à hay sao? Giọng cô tuần này bắt đầu đỡ hơn rất nhiều rồi. Mặc dù có hơi ngạt ngạt ngào một tí, nhưng mà vẫn có thể sẵn sàng làm cho chúng ta. Nghe thấy chưa nhỉ? Tiến có nghe thấy rõ tiếng của cô không? Lưu Trường Giang này, Việt Hoàng này, Nguyễn Thảo này. Bài này ở trên lớp là cô vừa kêu soạn bài. Nếu chúng ta soạn rồi thì chắc chắn là buổi hôm nay là chúng ta sẽ học được rồi, đúng không? Rồi, cô chào Mai Hồng Thúy. Chúng ta sẵn sàng nha. Với bài bức tranh của em gái tôi thì thông thường chúng ta sẽ học 2 tiết đấy. Thế nhưng mà cô sẽ cố gắng cho chúng ta 2 trích đoạn để chúng ta sẽ gói gọn bài này trong vòng 2 trích đoạn đó. Ok. Đây. Vẫn không nghe thấy à? Có vấn đề gì nhỉ? Con thử kiểm tra lại cái mic. Cái phần âm thanh của trên máy của con tăng hết âm lượng nó lên, có thể là như thế đấy. Còn có thấy các bạn vẫn nghe được bình thường. Ôi số bạn Hoàng Sơn quê ở Hải Dương à? Hải Dương thì bây giờ không về được rồi, đúng không? Không biết là ăn Tết chắc rồi sẽ khéo ăn Tết ở trên này mất, đúng không? Thuyết trình bài này à? Ô không hiểu bạn Hiếu ở lớp thuyết trình thì sẽ thuyết trình những cái gì. Chắc là các cô sẽ cho con câu hỏi à? Xong rồi con làm slide đúng không? Thế nên cô bảo là âm thanh đang rất là ổn, đang rất là ổn. Thì không biết là chắc có một số bạn là điện thoại đang để về minimum cái âm thanh nên chúng ta để maximum nhá. Rồi, ngày 16 nghỉ à? Rồi, ok, chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học nha. Vậy thì bài bức tranh của em gái tôi nghĩa là chúng ta đã bắt đầu bước sang tuần thứ 3, tuần thứ 4 của chương trình học kỳ 2 rồi đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào bài này ngay lập tức nha. Với bài bức tranh của em gái tôi thì cô sẽ cho chúng ta 2 trích đoạn chưa ạ? Và chúng ta sẽ tìm hiểu văn bản này dựa vào 2 trích đoạn đó. Rồi, cô chào Khánh Linh. Nào, bây giờ trích đoạn đầu tiên. Chúng ta hãy nhìn cho cô đọc đoạn văn sau nha và trả lời câu hỏi. Rồi cô chào Thu Lê. Ố, nhảy cóc gì? Cô lựa chọn những cái phần văn bản là dễ chịu nhất, đơn giản để chúng ta có thể tiếp thu một cách dễ dàng. Bởi vì học livestream nó cũng có những cái hạn chế của nó. Thế nên là với bài này, cô nghĩ là sẽ khá là đơn giản để chúng ta, đúng không? Nào, văn bản chứa đoạn trích trên được rút ra từ tập truyện nào, đúng không? Nào, đáp án đầu tiên cô đang nhìn thấy đó là bạn Trần Hoàng Minh. Hiếu, đúng không?
À, đáp án D rồi. À, có những bạn là mới học đến tuần 20 à? Ừ, tùy từng trường đấy. Rồi, không vấn đề gì. Mình học chậm hay học nhanh thì mình cũng vẫn sẽ phải học thôi. Đúng không? Chưa học thì bây giờ chúng mình sẽ tìm hiểu. Mình sẽ lựa, chúng ta sẽ đoán thử xem là nó sẽ trích từ tập truyện nào. Giấy mèn phiêu lưu ký. À, liệu có phải trích từ giấy mèn phiêu lưu ký hay không? Hay là đất rừng phương Nam thì chúng ta đã học hai cái văn bản rồi đúng không? Chỉ học cuộc đời đầu tiên. Và đất rừng phương Nam là trích từ tác phẩm gì nhỉ? Để sông nước Cà Mau đúng không? Vậy thì à trước học bài này bao giờ đúng rồi. Bài này bây giờ mới học mà. Đúng không? Vậy thì à với cái câu đầu tiên thì nó hơi mang tính chất là học thuộc một chút. Đúng, đáp án của cô chính là đáp án D. Đúng rồi đấy. Đáp án D, cô đã nhìn thấy những bạn đầu tiên, đấy là bạn gì nhỉ? Cô nhìn thấy Hoàng Minh này, cô nhìn thấy Hiếu này. À, Nhi nè này, Hoàng Nguyễn này, đúng không? À, Lát à? Rồi, à, xem bạn nào nữa nhỉ? Khánh Linh, Thu Lê, đúng không? À, xem ai nữa nào? Lưu Trường Giang. Rồi, someone else? Bích Nguyễn. Rồi, bằng Lăng Tím, đáp án A. Không phải đáp án A đâu nhá. Rồi, Thoa Vũ, Hiếu. D, rồi, ok. D nhá, D sẽ là đáp án đúng. Trích từ tập Con Dế Mà. Nó hơi mang tính chất là bạn bạn ABC là của Tô Hoài à, đất rừng phương Nam mà là của Tô Hoài à, ôi ôi học đến buổi thứ mấy rồi mà còn hỏi đất rừng phương Nam là của Tô Hoài. Rồi cô chào Bình Nguyễn, rồi cô chào Quân Minh, cô chào Bình Nguyễn, rồi tiếp tục nào. Văn bản chứa đoạn trích trên thuộc thể loại nào, thuộc thể loại nào? ABC hay là D? À, ABC hay là D? Tiểu thuyết, ký sự, truyện ngắn hay là truyện đồng thoại? Nào. Truyện đồng thoại thì thường nó là chuyện dùng nhân vật để nhân cách hóa lên, nói đến con người. Người ta ít khi nhắc đến cái khái niệm truyện đồng thoại. Vậy thì với câu này, rồi chị chào bông. À, xem nào, đáp án là gì đây? Rồi tuần này hay tuần sau học thì chúng ta vẫn cứ phải học đúng không? Thế nên là hãy trả lời câu hỏi của cô đi. Đáp án D rồi, cô nhìn thấy những cái đáp án đầu tiên đấy là gì? Phan Thảo, Hiền Bùi. Đúng rồi, từ từ xem bạn đầu tiên là bạn nào. À, đáp án D rồi, Hoàng Minh, đấy, Hiếu này. Comment của cô nó nhảy nhanh quá, chưa kịp nhìn rồi Thu Trần, Bích Nguyễn. Rồi. Đúng không nhỉ? Rồi Mạnh Tiến, Đỗ Thị Bắc, Đỗ C, Bông D, D, Hà Len D, Thu Lê D. Rồi truyện ngắn, rồi chính xác rồi. Đây chính là truyện ngắn, đúng không? Truyện ngắn bức tranh của em gái tôi. Đấy. Rồi tiếp tục nha, đây là những câu hỏi rất 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 dễ, chúng ta phải đi rất nhanh, được chưa? Chết rồi, đầu của cô nó lại che mất chữ rồi. Nào trong đoạn trích trên, tác giả lựa chọn ngôi kể thứ nhất có tác dụng gì? Đấy. Ngẫu nhiên, không có tác dụng. Hay là để câu chuyện kể được trở nên linh hoạt, khách quan. Hay là để đánh dấu nhân vật kể, chuyện đóng nhân vật trung tâm. Hay là để bộc lộ tâm trạng nhân vật trở nên chân thực. Đáp án chính xác nhất nha. Đáp án chính xác nhất nha. Là đáp án gì? Ồ, comment nó nhảy nhanh lắm ý. Comment nó nhảy nhanh lắm nên là cũng không kịp nhìn. À có comment của bạn Hoàng Sơn đúng không? Ừ nhưng có thể là cũng không kịp nhìn comment của bạn Hoàng Sơn đâu. Nhưng mà chúng ta chủ động nhá. Nếu như đáp án của chúng ta đúng thì chúng ta phải hô lên cho cô. À con đúng đúng không? Để cô biết. Rồi cô tin tưởng chúng ta hoàn toàn. Rồi. Nào tiếp tục nào, đáp án gì đây? B. Rồi cô nhìn thấy Thoa Vũ, Thu Trần, Hoàng Nguyễn, Phan Thảo D, Trần Hoàng Minh B. Rồi, đáp án ở đây là gì nhỉ? Đáp án chính xác nhất khi cái việc là sử dụng ngôi kể thứ nhất xưng tôi dùng để làm gì đấy, ví dụ tại sao chúng ta miêu tả, chúng ta kể một cái gì đó về bản thân thì chúng ta hay xưng là tôi em hoặc là tớ đúng nhá, ví dụ viết thư chẳng hạn, tại sao lại phải dùng tôi, xưng tôi đúng không, phải dùng ngôi thứ nhất bao giờ cũng sẽ là gì đấy ạ? À đáp án ở đây chỉ có một thôi nhá, bạn nào BCD là vứt này nhá. BCD vứt. Chúng ta chỉ có một đáp án thôi. B hoặc là D. Chưa? Nào rồi, B. Để câu chuyện được trở nên linh hoạt và khách quan á.
Thế nào là khách quan hở các bạn ơi? Khách quan là từ người ngoài nhìn vào chứ, đúng chưa? Người ngoài nhìn vào mới là khách quan, còn bản thân mình kể nó là chủ quan. Chắc chắn đáp án B không chính xác, đúng chưa? Và để đánh dấu nhân vật kể chuyện là nhân vật trung tâm và chỉ sự ngẫu nhiên không tác dụng gì, A và C đã 50-50 rồi. Vậy chỉ còn B với D. B khách quan, vứt, được chưa ạ? Vậy thì đáp án là gì? Rồi, cô xin chúc mừng các bạn nào chọn đáp án D. Bởi vì sao? Đã sử dụng ngôi kể thứ nhất thường sẽ để làm gì đấy ạ? Bộc lộ cái tâm trạng của chính nhân vật chính. Được chưa? Rồi, cô xin chúc mừng các bạn đáp án D nha. Rồi, cô chào bạn Phạm Huyền mới vào đúng không? Rồi, ok, không sao, mới được những câu đầu tiên thôi. Rồi, chúng ta phân biệt được chưa ạ? Không có, không có cái gì là khách quan đâu nhá. Tôi rồi là không có khách quan này. Tôi thấy là không có khách quan đâu này. Được chưa ạ? Rồi, đáp án D, bạn nào D hô lên cho cô biết nha. Bạn nào D là chính xác nha. Ok. Nào, tiếp tục thôi. Đoạn trích kể về việc gì? Nào, tôi quyết định làm một việc mà tôi vẫn coi khinh, xem trộm những bức tranh của mèo. Dường như mọi thứ có trong ngôi nhà của chúng tôi đều được nó đưa vào tranh. Mặc dù nó vẽ bằng những nét to tướng, nhưng ngay cả cái bát múc cám lợn hay sức một miếng con mèo cắn vào vằn vào tranh v. Đấy, cấp lại những bức tranh của mèo tôi lén chút rồi thì dài. Nào, đáp án đây là gì? Cô nhìn thấy. Nào, đáp án đầu tiên. Rồi, xin chúc mừng các bạn đáp án D, Duy Trang, đúng không? Bằng lăng tím, Cun Bin, Hà Len, đúng không? Bông, rồi, Lưu Việt Anh. Rồi, à, Bình Nguyễn chỉ chọn một đáp án nhá. Chỉ chọn một đáp án thôi nhá. Rồi, rồi cô chào Ánh Ngọc vừa vào không sao. Rồi, Duy Trang. Rồi, những bạn đúng hú lên thì con đã thấy rồi. Nào, bây giờ đáp án này là gì? À, bạn Thu Lê à? Yeah, con sai à? Ôi, dễ thương quá. Rất nhiều bạn đúng. Nào, vậy thì đáp án này là gì nào? Đoạn trích kể về việc gì? Mèo đang vẽ, hay mèo phát hiện, hay người anh buồn bã khi phát hiện, hay là người anh lén xem khi phát hiện? Nào, kể về việc gì nhá? Đấy. Nếu kể về việc gì, A và B 50-50 vứt, được chưa ạ? Chúng ta còn đáp án C và đáp án D. Người anh buồn bã. À, buồn bã. Buồn bã chỉ thể hiện ở câu cuối cùng thôi, đúng chưa ạ? Tôi lén chút một tiếng thở dài. Vậy thì câu cuối cùng không thể làm nên được nội dung cả một đoạn trích. Đáp án cuối cùng là đáp án D. Yeah, rồi, bạn nào đúng nào? Lại hú lên cho cô thấy nào. Hiếu này. Rồi. Ai nữa? Rồi Việt Anh, Bằng Lăng Tím, Nguyên Anh, đúng không? Lưu Trường Giang C không phải này, cô vừa nói rồi. Phan Thảo D rồi. À, xem bạn nào D nữa nào. Xem bạn nào D nữa nào. Rồi. Đáp án chính xác là đáp án D, được chưa? Rồi, Nhi nè, đúng. Phan Thảo, ok. Trường Phong, đúng không? Ok, rồi. Khánh Linh, ok. Đáp án D, tiếp tục. Từ coi khinh trong đoạn trích có nghĩa là gì? Từ coi khinh trong đoạn trích có nghĩa là gì? Đấy. Dễ quá, đúng không? Thực ra cái văn bản bức tranh của em gái tôi này dễ lắm. Nó không có gì khó cả. Khó ở ở cái cô thấy khó ở cái bài vượt thác và cái bài ở sông sông nước Cà Mau. Hai cái bài này khó bởi vì tác giả dùng cái văn phong nó cũng khác với mình. À, thường là với các bạn nào mà ở miền Nam thì sẽ thấy quen hơn, nhưng mà đặc biệt là cái văn miêu tả khá khó. Còn ở đây cái bức tranh của em gái tôi nó chỉ là văn tự sự thôi, nó chỉ là kể lại một cách đơn giản thôi, thì chúng ta sẽ thấy là dễ hiểu đúng không? Đáp án A đúng rồi đấy, cô nhìn thấy rất nhiều đáp án A đúng chưa? Rồi, xin chào bạn Hồng Xiêm giờ mới vào. Rồi, bạn nào đúng đây, đáp án gì đây? Cô nhìn thấy các đáp án A rồi, Hoàng Minh A, Phan Thảo A, Việt Anh A, Duy Trang A. Ok, Bích Nguyễn A. Ok, Tố Lan A. Rồi, đáp án là gì? Chính xác rồi đấy. Coi khinh nghĩa là cho là không có giá trị, không đáng coi trọng, đúng không? Xin lỗi. Lỗi đánh máy. Không đáng coi trọng, được chưa? Chứ không phải không đánh coi trọng nhá, không đáng coi trọng. Rồi. Bạn nào A hú lên cái nào rồi, cô nhìn thấy Hiền Mùi này, đúng không? Rồi, cô nhìn thấy Nhung Trần, hôm Mai Hùng Thúy, Bích Nguyễn này, Phan Thảo, Duy Trang này. Xem bạn nào đáp án A đầu tiên là Phan Thảo. Đúng rồi. Đúng rồi, nào xem ai nữa nào. Đấy. Xem nào. Ờ, rồi, cô nhìn thấy những đáp án đầu tiên rồi đấy. Trời ơi, cái comment nó nhảy nhanh quá. Rồi, đáp án A nha. Nhìn thấy Kim Tuyến này, Nguyên Anh này.
Rồi, Bích Nguyễn này, Tuyết này. Ok, tiếp tục nha. Vậy thì vì sao nhân vật người Anh lại coi khinh việc xem trộm những bức tranh của bé mèo? Tại sao lại coi khinh việc này? Nếu mà dùng cái từ coi khinh thì đáp án nào là đáp án chính xác nhất? Bạn Thu Trần đấy. Yeah, con sai rồi. Dễ thương quá đi. Nào, đáp án ở đây là đáp án gì đây? Đáp án gì đây hả các bạn ơi? A hay B hay C hay D nào dễ quá? Tại sao nhân vật người Anh coi khinh việc xem trộm những bức tranh của bé mèo? Đấy, bởi vì coi khinh nhá, vừa nãy hỏi cái từ coi khinh rồi đúng không? Bây giờ chúng ta áp vào câu này cho cô. Chúng ta áp vào câu này cho cô. Người Anh vốn không để tâm đến bé mèo, hay là người Anh không thích hội họa, hay bé mèo không cho phép anh xem tranh của mình nhá. Cô lại lỗi đánh máy rồi. Câu D, xem tranh của mình. Câu A, à đáp án phải là đáp án A chứ đúng không? Rồi. Rồi cô che chữ đúng không? Cô liếc ra đây cho nhìn. Chúng ta nhìn thấy chưa ạ? Vì bé mèo không cho phép anh xem tranh của mình. Câu cuối câu D là lỗi đánh máy một tí. Ok. Ai, rồi. Vậy thì cô nhìn thấy các bạn là chọn được đáp án A đúng chưa? Chọn được đáp án A hay là đáp án B đây? Rồi, người Anh vốn không để tâm mà. Nếu vốn không để tâm thì làm sao mà nói đến A, à B được đúng không? Bạn Thu Lê, A, B, C, D vứt. D vứt là đúng, đúng chưa ạ? Bé mèo không cho phép anh xem tranh của mình, không đúng, đúng chưa? D vứt là đầu tiên là đúng rồi đấy. Người Anh không thích hội họa, C, vứt. Vậy thì chỉ còn A với B thôi, đáp án là gì? Rõ ràng đáp án A rồi, đúng chưa ạ? Chắn là đáp án A rồi, vì sao? Coi khinh mà. Cái việc này không đáng, đúng chưa? Không đàng hoàng. Thế nên là đáp án A. À, bạn nào bị mờ thì chứng tỏ là mạng của chúng ta lag nhá. Mạng của chúng ta đang hơi lag, hơi chậm. Thế nên là bị mờ đấy. Còn slide của cô nét lắm, nét căng. Và mạng của học bài nhà cũng đang rất là nét. Chưa? Ok, rồi xin chúc mừng các bạn đáp án A. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Đây cô sẽ xin phép không đọc các bạn có đáp án đúng vì đúng nhiều quá. Chúng ta đúng rất nhiều. Nào cô nhìn lướt qua một cái nhá, xem là các bạn nào trả lời là Hoàng Minh này đúng không, rồi Nhi Nè này, rồi Phạm Huyền này đấy, rồi bạn nào nữa đấy, ui nhiều lắm, Quân Bin này, đáp án A này, nhiều bạn chọn B ghê, Thu Lê này, Hồng Xiêm này, rồi Việt Hoàng này đúng chưa, Duy Trang A này đấy, rồi được chưa? Hôm nay có quiz gì nha, hôm nay có quiz gì nha, cũng 10 câu quiz gì nha. Rồi, ok. Nào tiếp tục. Dù coi khinh việc này, tại sao nhân vật người Anh vẫn quyết định xem tranh của bé mèo một cách lén lút? Coi khinh cái việc đấy nhưng mà tại sao lại vẫn tiếp vẫn xem tranh một cách lén lút? Nào, vì sao? Nào, A B C để cô lại che chữ rồi. Lại lách ra cho nhìn. À, đây 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 đây, không đến mức che quá đúng không? Thỏa mãn trí tò mò, anh vì anh muốn bắt chước để vẽ theo, hay là để kiểm nghiệm xem mèo có thực sự tài năng như mọi người đánh giá hay không, hay là không vì lý do gì cả? Sao? Không để hình con vật lên á? Đâu có con vật à? Ở đây có mỗi cái quyển sách với cả cái hình cái cây nó mọc lên. Cô để chìm ở dưới nó làm cái background. Nếu mà chúng ta thích hình con vật thì lần sau cô lại sẽ lấy slide hình con vật. À, chọn nhiều đáp án nha. C có nhiều từ nhất nên chọn đáp án C. C cũng là một trong những đáp án đúng. Nào, A, B, C, D. Chúng ta chọn những đáp án nào. Úi giời ơi. Nào, xem nào. Đáp án là gì đây? C, A, rồi A, C, A và C, A, B, C, D, không đúng. A, B, C, A, B, C, A và C, B và C. Chúng ta nên đọc lại tác phẩm nhé. Chúng ta đọc lại tác phẩm và chúng ta thấy làm sao đấy ạ? Mọi người rất là khen ngợi tài năng của bé mèo. Thế nên là anh sẽ làm sao đấy ạ? Lén lút xem để làm gì? Thỏa mãn trí tò mò. Đúng. Không vì lý do gì cả là sai nhá. D vứt luôn. Không có đáp án D. Đúng chưa ạ? Chắc chắn là
coi khinh cái việc này nhưng vẫn xem thì phải có lý do, đúng chưa ạ? Có lý do ở đây là gì? Ba đáp án A, B và C, bạn nào chọn có A, có B, có C thì xin chúc mừng, nhưng bạn nào chọn D là vứt, được chưa ạ? D bỏ ngay từ đầu cho cô, D không chính xác, đúng chưa ạ? Rồi, nào xem nào, có những bạn nào chọn đúng nào. Rồi, cô thấy có bạn chọn đúng hoàn toàn thì chỉ có một bạn thôi. Cô đang nhìn thấy có một bạn, bạn Thu Lê hay sao ấy. Đấy, có bạn Thu Lê chọn chính xác ABC này. Đấy, còn lại là Mai Anh này, Phan Thảo, Nhung Trần này, Nguyên Anh này, Hoàng Minh này, đấy, Khánh Linh này, Duy Trang này, Bằng Lăng Tím này, Nhung Trần này, Hà Len này, Mạch Tiến này. Rồi, Việt Hoàng, à Việt Hoàng đúng. Việt Hoàng như là trả lời à, sao B lại có, B có bởi vì làm sao đấy, nó chỉ là một cái sự ghen tị, đúng chưa? Nó là một sự ghen tị khi mà lúc nào họ hàng anh em à, họ hàng bố mẹ đều làm sao đấy ạ, khen ngợi tài năng của bé mèo, thì anh rất là muốn làm sao đấy ạ, muốn được như em, muốn được như em để à rồi muốn được như em để được mọi người khen, được bố mẹ chú ý, đúng chưa? Vậy thì rõ ràng là sao đây ạ? Có đáp án B chứ, đúng chưa? Nếu mà chúng ta để ý trong một cái tâm lý, nếu mà chúng ta ghen tị với người khác thì chắc chắn là chúng ta sẽ muốn được giống như họ để được khen ngợi, đúng chưa ạ? Rồi nhá, cô thấy các bạn rất ít các bạn chọn câu B, thế nhưng câu B là một câu đáp án đúng, được chưa? Rồi, ở đây nhiều comment quá nên là cô không thể đọc hết được comment đấy, bởi vì comment trôi rất nhanh. Trôi nhanh quá làm cô không thể nào mà bắt kịp. Thì bạn nào mà chọn A có A, có B, có C đáng khen ngợi, được chưa ạ? Chúng ta lại hú lên cho cô nhá. Chúng ta lại hú lên. Vì nhiều comment thật đấy. Không thể nào xem hết được comment đâu. Rồi cô sẽ cố gắng. Rồi tiếp tục nha. Ô thế à, sao cô nhìn thấy có đáp án của Thu Lê nhỉ? Rồi không sao, Chip Chi, xin chào Chip Chi. Nào tiếp tục nha. Trong cụm từ đều được nó đưa vào tranh chứa phó từ bổ sung ý nghĩa nào? Đấy, đều được nó đưa vào tranh. Đấy, chứa phó từ bổ sung ý nghĩa nào? Đáp án là gì? Đáp án ở đây là gì? B, C, D, B, C, D, A. Nhiều quá à. Đáp án nào đây? B, C, D, A. À, cô giáo ngữ văn không nói tới việc người Anh muốn được khen à? Cũng có thể là một đáp án. Còn cô thì cô nghĩ là đáp án của cô cũng có thể là một đáp án có thể chấp nhận được. Nếu chúng ta đặt vào trong mối quan hệ của chúng ta, nếu chúng ta là người Anh, thì chắc chắn nếu cô là người Anh, thì cô sẽ rất muốn là được khen như người em. Và được như người em. Có được tài năng như người em. Đấy. Đấy là tùy thôi, đấy là tùy theo từng cảm nhận của mọi người. Còn đấy là sự cảm nhận của cô đối với văn bản. Đấy nhá. Nào, tiếp tục là đáp án gì đây? À, đáp án B, A, C, rồi. Vậy thì ở đây đáp án đúng là cái gì ạ? Đáp án đúng là à, sự tiếp diễn tương tự. Vậy thì phó từ đây là gì? Phó từ đây là gì? Nào, hỡi các bạn trả lời đáp án B. A hoặc B hoặc C hoặc D. Ai chơi trò thế bao giờ? Nào, đáp án B vì sao nào? Không phải D rồi, B vì sao nào? Chỉ ra cho cô phó từ. Nào, phó từ đây là gì? Phó từ ở đây là gì mà tại sao chúng ta chọn đáp án B? Trời lại sai à? Nào, phó từ ở đây là gì? À, phó từ đây là gì nào? Thu Trần, Trường Giang, đều được, đều, rồi, đều, đều, ok, đúng rồi đấy. Giỏi quá. Lưu ý nhá, để chúng ta biết được nó bổ sung ý nghĩa gì thì chúng ta phải tìm nó ra chứ, đúng không? Chúng ta tìm nó, xong sau đó chúng ta mới biết được nó là cái gì đấy ạ. À? Diễn biến tương tự, được chưa? Rồi, tiếp tục nha. Các câu văn in đậm nhằm nói lên điều gì? Chết rồi.
Câu văn in đậm. Câu văn in đậm chính là cái câu dường như mọi thứ. Đợi cô xíu nha, cô sẽ in đậm nó lên. Đây. Đó chính là câu văn in đậm. Nào, câu này nói lên điều gì? A, B, C, D, A. Cô nhìn thấy đáp án A. Hiếu, Tiến A, Trem Nguyễn A. Bạn Hoàng Minh, bạn ấy nhanh mắt ghê. Nó hơi lỗi một tí, đúng không? Rồi, chắc chắn là đáp án A rồi, đúng không? Chúng ta nhìn thấy cái gì ạ? À? Chúng ta nhìn thấy cái sự liệt kê của tác giả ở đây, đó là cái gì? À, những cái hình ảnh mà được đưa vào cái bát múc cắn lợn hay xứt một miếng hay con mèo vào tranh, đúng không? Thì đều rất là sinh động và đáng yêu. Đáp án A rồi, 100% bạn nào chọn đáp án A là đáp án chính xác. Rồi, có gì chúc mừng các bạn đáp án A. Rồi, A nhiều lắm, A nhiều lắm. Chúng ta chọn A nhiều lắm. Ngay từ đầu đã A rồi. Đúng không? A. Rồi, Mạnh Tiến A, Hoàng Minh A, Nhi Nè A, Mai Anh A, Hoạt Lê A, Việt Hoàng A, Hoàng Minh A, Phan Thảo A, Đỗ Loan A, Bình Nguyễn A, Bùi Mạnh Tiến, rồi Hồng Xiêm, rồi Băng Lăng Tím, Hà Len, Tài Ngô, Lưu Trường Giang, Nguyên Anh, rồi Hoàng Sơn, rồi có nhìn thấy comment đấy, nhưng mà nhảy nhanh quá. Rồi, ok, tiếp tục. Vì sao sau khi xem trộm tranh của em gái, người anh lại lén chút ra một tiếng thở dài? Vì sao? Vì sao? Ừ. Nào, vì sao nào? Úi dồi, bạn nào hú lên kìa. Bạn nào hú lên kìa. Nào, đáp án là gì? D. D A B D A B D D à Hoàng Sơn A B D B Hoàng Minh D Trần Hoàng Minh A B D rồi chọn nhiều mà chọn nhiều đáp án mà lần này cô rút kinh nghiệm cô phải nốt vào là chọn nhiều đáp án bởi vì nó không có thế không thể đưa vào chữ những hoặc là chữ các 50-50 cái này nó dễ quá sao 50-50 được cái này chọn nhiều đáp án không 50-50 được nếu mà một đáp án thì 50-50 được rồi xê sai toét rồi làm gì nữa những bức tranh quả thật không đẹp một chút nào đẹp chứ đúng không chúng ta nhìn thấy tác giả tả như nào đấy con mèo vằn vào tranh to hơn con hổ nhưng nét mặt lại vô cùng dễ mến rõ ràng nó phải đẹp thì chúng ta mới thấy nó dễ mến đúng chưa rồi xin chúc mừng các bạn A B và D rất là chính xác đúng rồi đấy chúng ta phải nhìn xem là tác giả đang muốn nói đến cái gì đúng chưa đấy rõ ràng là người anh trút một tiếng thở dài vì tranh của em Kiều Phương đẹp thật chứ không phải là mọi người khen như thế đâu mà tranh của em đẹp thật thứ hai nữa và nhận ra được là không phải mọi người chỉ khen để đấy đâu mọi người khen khen gọi là cho có đâu mà đúng là khen em ý dựa vào một cái thực tế đó là em có tài và xứng đáng với lời ngợi khen ấy và cuối cùng là người anh qua cái cách mà người anh cảm thấy nhận thấy thì nhận thấy cái sự kém cỏi của mình kém hơn hẳn so với em đúng chưa ABD nhá chúng ta nhìn thấy rồi cô chào bé Việt chào vào muộn vẫn vẫn kịp học bài đấy rồi xin chúc mừng các bạn chọn ABD nha cô thấy các bạn chọn ABD nhiều lắm không đọc hết comment đâu nên bạn nào đúng lại hú lên cho cô nha đúng thì lại hú lên rồi nhiều lắm thấy chọn nhiều bạn đúng ghê rồi rồi tiếp tục tiếng thở dài thể hiện rõ tâm trạng gì của người anh ô cái này dễ quá đúng không đấy rồi cô có đọc tên Hoàng Sơn rồi nhưng mà bây giờ bắt đầu xuống dưới này thì dài quá cô không thể nào đọc hết được nào
Tiếp tục nào, đâu rồi? Đáp án là gì đây? À, rồi thấy 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 nhiều bạn hú quá, đúng không? Rồi, Phan Thảo A, Mạnh Tiến A, Bông A, Lưu Trường Giang A, Tư Trần A, rồi chắc chắn là A rồi, đúng chưa? Chắc chắn là A rồi, không thể không là A. Không thể không là A. Bởi vì sao? Bởi vì rõ ràng là đấy là một cái tâm trạng rất là tủi thân, đúng không? Rất là tủi thân và ghen tị. Không có C đâu nha, không có C đâu Thảo ơi, C là cái gì nhỉ? Thất vọng và chán nản nè. Ừ, không có sự thất vọng và chán nản đâu. Chủ yếu là tủi thân và ghen tị đấy, đúng không? Nếu mà chúng ta rơi vào trường hợp đấy, chúng ta sẽ thấy như thế. Ừ. Rồi tiếp tục. Nhận định nào sau đây không đúng về đoạn trích trên? Rồi, chúng ta chuyển nhá, chuyển đoạn trích nhá, tiếp tục sang đoạn trích thứ hai. Tiếp tục sang đoạn trích thứ hai. Đoạn trích vừa rồi chúng ta đã nhận thấy được điều gì ạ? À? Nhận thấy được tâm trạng của người anh khi mà phát hiện ra tài năng của người em gái của mình, đúng chưa? Và ở đây nó là một sự ghen tị không hề nhẹ. Gato không hề nhẹ. Đấy. Rồi, bạn nào được đi chơi này, thích thế. Rồi, cô nhìn thấy nhiều tin nhắn lắm ý, nhiều comment lắm ý. Không phải là cô không đọc đâu, mà cô không đọc hết. Nhớ, chúng ta đừng dỗi cô nha, là cô không đọc hết được đâu ý. Nhảy tin nhắn kinh khủng, nhảy liên tục. Cô quay ra những bài một cái, cô quay lại, cô đã thấy là chúng ta comment dài, rất là dài rồi. Đấy, nào, đáp án gì đây? Đúng rồi, không đúng vì sao? Ngôi thứ ba, chính xác đấy. Đáp án A chính là đáp án chính xác. Bởi vì sao? Ở đây sử dụng phương thức tự sự là chính, đúng. Tác phẩm này chủ yếu là kể. Chúng ta sẽ thấy nó khác hoàn toàn với Sông Nước Cà Mau, khác hoàn toàn với Vượt Thác. À, chưa học Vượt Thác, đúng không? Kết hợp giữa ngôn ngữ kể chuyện và đối thoại. Có, đúng không ạ? Đấy là gì? Đấy là có hỏi, có đáp. Đúng chưa? Có người nọ trả lời, người kia hỏi, người kia trả lời. Thì đấy là đối thoại. Và kể chuyện là tự sự. Và kết hợp giữa tự sự với miêu tả. Có miêu tả chứ, đúng không? Có miêu tả gương mặt của người em. Có cái miêu tả gương mặt của người anh. Có miêu tả những cái gì mà người em vẽ. Vậy thì đáp án chính xác là dùng ngữ kể thứ ba. Ở đây chúng ta vừa nãy cái câu hỏi trên chúng ta đã trả lời rồi. Tác dụng của ngôi kể thứ nhất, vậy thì ngôi kể thứ nhất có tác dụng gì, đúng chưa? Nó thể hiện rất rõ cái tâm trạng của nhân vật. Thì chắc chắn là không đúng ở đây là ngôi kể thứ ba rồi. Thế. Tiếp tục rồi, xin chúc mừng các bạn chọn đáp án A nha. Đúng chưa? Nhiều lắm, cô quay lại cô nhìn một cái là cô đã thấy không lên nổi những bạn đầu tiên rồi. Vì là cái chế độ của cô nó cũng kiểu đã quá thì nó sẽ mất đi những cái comment không nhìn thấy. Đấy, A này, Nguyễn Thảo, cô chỉ dừng lại được đấy. Nguyễn Thảo, Bé Việt, Bình Nguyễn này, Bằng Lăng này, rồi thấy Bông Hú ở đây, Hoàng Minh Hú ở đây này, đấy. Rồi, tiếp tục là giai đoạn A nào. À, Hoa Mai Hồng Thúy này, Bông này, Lưu Việt Anh này, Jem Nguyễn này, Hà Len này, và Việt Hoàng này, Mạnh Tiến này, đấy, Bình Nguyễn này, chưa xem ai nữa nào. Xem có bạn Khánh Linh, Nguyễn Thảo này, Nhi Nè này, Gia Bảo này, đấy, một số bạn Hoàng Sơn này, đấy, cô đã nhìn thấy các comment. Comment tiếp tục à, bạn Hoàng Sơn đầu tiên, đúng chưa? Kim Tuyến đúng chưa? Rồi. Hoàng Sơn B, Mạnh Tiến D, Hoàng Minh B, Hà Phương D, Việt Hoàng B. Rồi đáp án đây là gì? Nội dung chính là gì? Hình ảnh người anh hay là hành động của người anh hay là người anh rất thích hay là tâm trạng của người anh? Nào, đáp án đúng nhất là gì? Đúng nhất là gì nhá? Không có gì và gì đâu, mà chỉ có gì thôi, được chưa ạ? Nào, B hay là D nào? À, rồi. Ai lại chọn A đấy nhỉ? Hình ảnh của người anh làm gì có trong đây? Đúng không? Chúng ta nhìn thấy cái gì đấy ạ? À? Chỉ có một cái phần rất nhỏ thôi. Không chỉ nói đến hình ảnh không đâu, mà quan trọng nhất cả cái đoạn văn này nói lên cái gì? Rồi. Rồi, hôm nay cô xin lỗi. Cô sẽ không gọi tên các bạn nhá. Cô sẽ gọi tên Facebook. Vì nhiều quá, cô không nhớ được hết đâu ấy. Thật ý, thông cảm cho cô nhá. Chúng ta học đến chắc khoảng đến 8 rưỡi, được chưa? Ok, rồi, đáp án gì đây? Đáp án D là đáp án chính xác rồi. Cô xin chúc mừng các bạn nào chọn đáp án D vì sao? Tâm trạng của người anh. Đúng chưa ạ? Chúng ta nhìn thấy cái gì? Chúng ta nhìn thấy, à, tôi giật sững người.
ngỡ ngàng rồi đến hãnh diện, rồi xấu hổ đúng không? Đấy, vừa kể và vừa nói ra được tâm trạng, đáp án ở đây chính là đáp án D, tâm trạng của người anh chứ không phải là hình ảnh của người anh khi xem, đúng chưa ạ? Mà rõ ràng ở đây đó là nói lên rõ cái tâm trạng của người anh khi đứng trước bức tranh đạt giải của cô em gái. Rồi, bạn nào đúng hú lên nhá. Rồi, con đã nhìn thấy bạn Tuyết hú này, Bông hú này. Đấy. À, cô nói A nên là cô chọn A à? Cô đang nói lại một loạt các đáp án. Rồi, ok. Đáp án D là đáp án chính xác nha. Chúng ta lưu ý nha, ở đây đang nói đến tâm trạng của người anh nha. Rõ ràng là những câu nói đến tâm trạng của người anh làm sao? Nó chiếm nhiều hơn cả trong cái phần này, được chưa? Tiếp tục. Những câu văn in đậm cho ta thấy điều gì ở bức tranh của bé Kiều Phương? Trong tranh, một chú bé đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bầu trời trong xanh. Mặt của chú bé như tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ, toát lên từ cặp mắt. Tư thế ngồi của chú không chỉ chữ sự suy tư mà còn rất mơ mộng. Ơi, cô đang che mất đáp án. Đấy, cô nghiêng cho chúng ta nhìn đáp án cuối nha. Đáp án cuối là gì? Bức chân dung trong tranh là một chú bé có vẻ đẹp tâm hồn đặc biệt. Xem nào. Đáp án đúng là gì đây? Sắp hết rồi. Nốt cái phần đoạn văn bản này là sẽ hết, hình như là khoảng độ 6 câu nữa thôi. Ta sẽ chơi quiz nhá. Nào. A, B và D. Ừ. A, B và D. Ôi giời ơi. Nào đáp án gì đây? A, B, D. D, B, D. Sao lại chọn A được nhỉ? Dựa vào đâu mà mình biết được là ở ngoài người này có nhan sắc tuyệt đẹp? Thế nào là nhan sắc tuyệt đẹp? Mỹ nhân à? Nào, ai chọn A là hơi nhầm rồi nhá. À, hơi kỹ tí nhá. Đấy. Nó chỉ tuyệt đẹp qua mắt của người em gái thôi. Còn có cái dẫn chứng nào cho thấy được người anh ở ngoài đẹp không? Đẹp như K-pop không? Đẹp như các anh Đông Helsinki không? Đấy. Đẹp như cái anh Big Bang không? Đấy. Không có một cái dẫn chứng gì, đúng chưa? Vậy thì đáp án đây là gì? Đáp án ở đây chắc chắn là gì đấy ạ? À, em Kiều Phương phải yêu quý người anh của mình lắm. Thứ hai là cái nét bút rất là tài hoa, vẽ rất là đẹp thì mới có thể vẽ được cái hồn của người anh như thế. Và cuối cùng là cái gì? Đó chính là cái bức chân dung trong tranh có một vẻ đẹp tâm hồn vô cùng đặc biệt. Được chưa? Chứ không phải là người anh ở ngoài có một cái nhan sắc tuyệt trần đâu nhá. Chúng ta nhìn lại đáp án A này. Người anh ở ngoài không có nhan sắc tuyệt trần đâu. Ok. Đáp án đúng là B, C, D. Được chưa? Đáp án đúng là B, C, D. Được chưa? Các tình yêu ơi, không có A đâu nha. Cô vừa trả lời, cô vừa giải thích rồi đấy. Cô không giải thích lại nữa đâu. Rồi, chúc mừng các bạn. B, C và D. Bạn nào có B, bạn nào có C, bạn nào có D, vẫn chúc mừng. Còn bạn nào trả lời B, C, D thì chúc mừng hoàn toàn 100%. Nếu rơi vào câu trắc nghiệm này thì bạn nào chọn B, C, D là ăn đủ điểm. Còn bạn nào chọn B hay là C hay là D hay là B, C hay là B, D thì không được ăn điểm đâu nhá. Chứ không phải là có câu này con cũng chọn đúng tại sao không được nhá. Đấy, cô đang nhìn thấy các đáp án đúng nào. Xem nào, B, C, D chưa thấy ai, toàn B, D thôi. Chưa? Đọc thật kỹ nha, trắc nghiệm tưởng là đúng nha, trắc nghiệm tưởng là dễ mà hơi bị khó đấy, không dễ đâu. Tiếp tục. Đứng trước bức tranh người em đã vẽ, vì sao người anh lại thấy ngỡ ngàng? Vì sao lại ngỡ ngàng? Rồi, có thấy Việt Hoàng hú này, bé Việt hú này, Đỗ Thị Bắc hú này, Gia Bảo hú à, bé Việt cũng hú à. Nào, đáp án ở câu này là gì? Tại sao người anh lại thấy ngỡ ngàng khi đứng trước bức tranh vẽ của người em? Nào thôi, hú vừa thôi. Thành vườn thú bây giờ. Nào, đáp án là gì? A, D, A. À, cô che cô D ở đây, cô lại lách ra cho chúng ta nhìn cô D. Được
Chưa, vậy thì đáp án là gì đây? Đáp án ở đây là gì? C à? Wow. Cậu thấy bức tranh được đóng khung lồng kính một cách trang trọng à? Oh my god, thật đó. Điều đấy khiến cho người anh lại ngỡ ngàng á. Trời ơi, người ta sao mình có thể dễ dãi thế nhở? Ngỡ ngàng chỉ vì một điều như thế thôi á. Vào một cái căn à, nhìn thấy một bức tranh mà được cái đóng khung đẹp như thế mà lại ngỡ ngàng vì cái khung của nó thôi á. Giờ những bạn nào mà comment đáp án C là các bạn ấy rất dễ dãi. Đấy, rất dễ dãi. Không thể dễ dãi thế được, chúng ta phải nhìn nhìn vào cái quan trọng nhất của bức tranh là cái gì. Đúng chưa? Chứ không phải là cái khung đâu, khung nó chỉ là hình thức thôi. Còn cái quan trọng là cái làm nên linh hồn của cả một bức tranh. Đó là cái gì đấy? Đó là cái gì đấy? Này mà chơi ma sói thì vui lắm đấy. Đấy. Câu D thì sai rõ rõ rồi, đúng chưa? Rồi, đáp án A. Chúc mừng bạn nào chọn đáp án A, bởi vì sao? Người anh ngỡ ngàng vì gì? Con có nhận ra con không? Tôi giật sững người. Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là mình? Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là anh? Trong khi là làm sao đấy? À, có một cái sự ghen tị không hề nhẹ giữa người anh và người em. Người anh có tỏ vẻ như rất là khó chịu với người em đúng không? Bởi vì sao? Mọi người hay khen em. Mọi người chỉ tập trung vào em thôi, còn không để ý đến mình. Vậy thì tại sao chúng ta lại chọn đáp án B nhở? Đáp án B nó chưa chưa hẳn nó cũng đúng, nhưng trong cái hoàn cảnh này thì ngỡ ngàng nhiều hơn cả. Đấy là gì? Đó là không ngờ là em lại chọn mình, đúng chưa? Hai anh em đánh nhau, ví dụ hai anh em trong nhà đánh nhau như chó với mèo ấy, đúng không? Thế nhưng ra ngoài thì vẫn bảo vệ yêu thương nhau. Và kể cả mọi người có khen em như thế, nhưng trong lòng người em thì người em coi điều đấy là chuyện rất bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì người em dùng chính tài năng của mình để vẽ nên cái người mà mình yêu thương nhất. Đó chính là người anh của mình. Được chưa? Tưởng chừng như là à, người em sẽ chẳng để ý đến mình, đúng không? À rồi, đáp án A là đáp án chính xác. Vâng, chúc mừng các bạn đáp án A, được chưa ạ? Chúng ta hiểu chưa ạ? Có đáp án B có đúng. Cô quay lại nói lại đáp án B nhá. Đáp án B người cái gì nhỉ? Tôi chết rồi. Lộ mất. Lộ mất câu sau. Chết mất. Nào, câu B người cậu thấy em vẽ đẹp quá. Có, đúng không? Có. Thế nhưng mà đáp án chính xác hợp lý hơn đấy là đáp án A, được chưa? Trong hoàn cảnh này thì nó thể hiện rõ hơn cả. Rồi. Sau sự ngỡ ngàng, theo em điều gì khiến người anh hãnh diện? Nào, điều gì khiến người anh hãnh diện? Tôi giật sững người, ngỡ ngàng mà. Chẳng hiểu sao tôi bám chặt lấy tay mẹ. Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng đã. Sau đó thì sao? Sau đó, ôi. Ôi, 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 ôi. Vẽ mình đấy, đúng không? Vẽ mình đấy, vẽ mình đấy. Rất là tự hào, rất là hãnh diện. Bởi vì sao đấy? Rồi đọc cái comment bạn James Nguyễn mà buồn cười quá. Nào, đáp án đúng là đáp án gì? Ừ. Bạn nào chọn A? Làm sao lại người anh được đến tận mắt xem bức tranh được? A vứt luôn, vứt luôn. Được chưa? Câu D cũng vứt luôn. Chúng ta chọn 50-50, A và D vứt. Được chưa? Bạn nào chọn D là nhầm này. Tại sao tất cả mọi người trong phòng tranh đều khen ngợi bức tranh? Cái đấy đâu phải là điều hãnh diện. Chúng ta hãnh diện đâu phải là người ngoài khen chúng ta đâu. Chúng ta hãnh diện vì cái gì? Chúng ta hãnh diện vì cái gì? Không phải vì người ngoài khen. Người ngoài khen nhiều khi người ta ghét người ta vẫn khen. Được chưa ạ? Nhưng ở đây bản chất là gì ạ? Đó là người anh được yêu quý. À nhầm, cô xin lỗi. Hình ảnh người anh ở trong tranh đẹp một cách hoàn hảo. Bởi vì sao? Bởi vì người anh không ngờ là người em lại lại có thể vẽ mình đẹp đến như thế. Được chưa? À, đây nhá, cô lại giải thích nhá. Đáp án B có thể cũng là đáp án đúng. Người anh được yêu quý một cách đặc biệt. Nhưng đặc biệt như thế nào? Đặc biệt như thế nào? Thì cái câu C, hình ảnh người anh ở trong tranh đẹp một cách hoàn hảo. Đẹp một cách hoàn hảo nghĩa là sao? Chúng ta rất hay nhầm đáp án B và đáp án C. Được chưa ạ? A và D vứt nhá, không chọn B vì sao? Bởi vì yêu quý đặc biệt như thế nào thì câu C nó đã giải thích. Được chưa ạ? Câu C là câu cụ thể của câu B. Vậy thì nếu chọn đáp án đúng nhất thì chúng ta sẽ phải chọn đáp án C. Đó là người anh ở trong tranh đẹp một cách hoàn hảo. Được chưa ạ? Đẹp hoàn hảo nghĩa là trong mắt của người em. Tại sao người anh lại có thể đẹp như thế? Được chưa ạ? Một cậu bé làm sao đấy ạ?
tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ đấy. Bởi vì sao đấy ạ? Đó là cái sự không chỉ suy tư mà nó còn rất là mơ mộng nữa, toát lên cái thần thái, đúng chưa ạ? Quan trọng vẫn là thần thái đấy. Được rồi, vậy thì quay trở lại đáp án C, được chưa ạ? Rồi đúng nhá, bây giờ cô không đọc comment đâu, comment dài lắm ý, nhiều lắm ý. Thế là bạn nào chọn đáp án C đúng, hú lên hỡi các sói của cô đấy, được chưa? Rồi nhiều, cô nhìn thấy C nhiều lắm này. Bạn nào vẫn chọn B là phải suy nghĩ lại nhá, nghe lại lời cô giảng vừa nãy nhá, được chưa? Tiếp sở tục. Nhưng rồi ngay sau đó, nhân vật anh bỗng xấu hổ. Vì sao? Nào. Sau đó người anh lại xấu hổ ngay được. Vì sao thế nhở? Nào. Tất cả các đáp à, tất cả các trạng thái, các cung bậc cảm xúc thể hiện rất rõ sau khi xem bức tranh. Ui, vẽ mình à? Đầu tiên là ngỡ ngàng, đúng chưa? Sau đó, ui vẽ mình đấy, tự hào quá, hãnh diện quá. Nhưng mà nghĩ lại, đúng chưa ạ? Cái dòng hồi ức nó quay trở lại những cái gì mà đã trải qua. Nghĩ lại và sao đấy, thấy thấy cái gì đấy ạ? Đúng rồi đấy, bạn nào chọn những đáp án B đầu tiên là những bạn rất hiểu vấn đề, đúng chưa ạ? À, cô vẫn đọc nhưng chỉ đọc qua thôi, cũng không thể nào đọc hết được. Bởi vì nó nhảy nhanh quá, mắt cô thì cận. Rồi, rồi, cô nhìn thấy những đáp án B đầu tiên, Hoàng Sơn này, rồi Huy Nhật này, Hoàng Minh này, rồi Hoạt Lê Bình Nguyễn này, thoa cái gì đây, đâu rồi, Nhung Trần này, Hiền Bùi này. Nhung Trần chọn D à? Không phải đâu, không phải D đâu, D D không phải là chọn đáp án chính xác nhất. Hà Phương B, rồi Hoạt Lê B, Việt Hoàng C à, rồi ôi Trường Giang B, Khánh Linh B, Mai Hồng Thúy B. Đáp án là gì? Đúng rồi đấy, nhận ra mình không xứng đáng với vẻ đẹp ấy, đúng chưa? Xấu hổ mà, xấu hổ vì sao? Ui vẽ mình á? Không 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 xứng đáng đâu, đúng chưa? Sau này chúng ta sẽ học cái tác phẩm Lặng lẽ Sapa của nhà văn Nguyễn Thành Long, đấy là bác họa sĩ vẽ anh thanh niên. Anh thanh niên thấy xấu hổ lắm, ôi bác đừng vẽ cháu, cháu chẳng có gì đáng để mà vẽ đâu, bởi vì có những người ngoài kia, những anh em đồng nghiệp kia của cháu còn giỏi hơn cháu gấp nhiều lần, cháu chẳng là cái gì cả đấy. Thì người người anh có một cái cảm giác xấu hổ là vì thế đấy, được chưa? Rồi bạn là Nhật Anh rồi, cô xin lỗi, cô đã bảo cô xin phép hôm nay là cô sẽ chỉ đọc tên Facebook thôi, vì vì chúng ta đông quá, cô không thể nhớ hết tên đâu ý, thật ý, không thể nhớ hết được tên đâu. Rồi nào, là nếu chúng ta muốn cô nhớ tên thì hãy sử dụng chính Facebook của mình nhá, tương tác với học bài nhà và join vào câu lạc bộ của học bài nhà nhá, để nếu mà có vấn đề gì thì học online cùng cô và học online cùng với các thầy cô của học bài nhà sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của chúng ta nhá. Thế à, rồi bạn tài ngô bạn thoát là chắc là lại dùng Facebook khác để join à. Rồi rồi nào, tiếp tục nào. Câu văn nào sau đây có yếu tố miêu tả? Sắp hết rồi. Câu văn nào sau đây có yếu tố miêu tả? Con có nhận ra con không? Mặt chú bé như tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ. Đấy, dễ quá, câu này dễ quá, câu này sai nhá, đứa nào sai tự vả mồm mình. Đấy, câu này không thể sai được. Miêu tả cực dễ. Đấy, nào nhìn kỹ nha, nhìn kỹ nha. Sao đây? Bạn Trem Nguyễn bạn cho cô cái gì này? Cho cô muối à hay cái gì đây? Nào, tiếp tục rồi, đáp án gì đây? Rồi, đúng rồi, Hương Thu này, Hải Hoàng Minh, Mạnh Tiến, Trem Nguyễn, rồi, đáp án B, Đỗ Thị Bắc, rồi. Ừ, hôm nay cô lại like mà Dương. Sáng cô bảo rồi mà. À hôm hôm ừ đúng rồi, sáng nay cô bảo rồi mà. Cô like thứ ba và thứ năm. Ừ, thứ ba và thứ năm, tối thứ ba là lớp 7, tối thứ năm là lớp 6. Đấy. Rồi, Hiền Bùi, Bông, rồi ôi, Hồng Xiêm tại sao lại chọn con đáp án D? Tại sao chọn đáp án D? Đọc kỹ đi, đọc thật kỹ nha. Câu nào có yếu tố miêu tả? Rồi, bạn nào chọn đáp án D là rất bất B, cô xin lỗi, B là rất chính xác. Bởi vì sao? Mặt chú bé như tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ, đúng chưa? Rõ ràng là chúng ta thấy cái gì đấy ạ? À? Chúng ta thấy tính từ, chúng ta thấy danh từ, chúng ta thấy có sử dụng biện pháp so sánh nữa. Đó là cái sự miêu tả rất là dễ và cái công thức miêu tả đơn giản đấy. Rồi.
Tiếp tục câu tiếp theo nha. Nào, tiếp tục nào. Đáp án này là đáp án gì đây? Đáp án gì đây? Đoạn trích trên làm nên kiểu kết thúc nào cho tác phẩm? Đúng ra nhá, hết tác phẩm thì sẽ có hai cái câu cuối cùng. Nhưng cô cắt đi, cô để đến đây thôi. Thì theo chúng ta đây là một cái kết như thế nào đây ạ? Đây là một cái kết như thế nào đây ạ? Bạn nào hết pin thì sạc nha. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Nào. Ừ, cô vừa nghe điện thoại. Bạn nào nhạt à? Bạn nào nhạt thì phải gặp thầy Hoàng nhá. Bạn nào nhạt thì phải gặp thầy Hoàng. Thầy Hoàng bán muối đấy, nhiều muối lắm, nhà thầy vựa muối luôn đấy. Cô là fan hâm mộ đầu tiên của thầy Hoàng. À, cô là fan hâm mộ của thầy Hoàng. À, vào phần văn bản thì khó. Vào phần văn bản thì khó thật. Đúng là vào phần văn bản thì khó thật. Rồi, bạn nào hết pin thì cứ sạc đi nha. Không sao, nhà chúng ta có điều kiện mà, chúng ta có máy mà, đúng không? Chúng ta có máy bố, không có máy bố là có máy mẹ. Trời, quá đơn giản rồi, đáp án gì? Ở đây, anh trai, à cái gì đây? Tôi nhìn như thôi miên vào dòng chữ để trên bức tranh. Anh trai tôi, vậy mà dưới mắt tôi thì... Chấm, chấm, chấm. Chúng ta có thích... Chúng ta có điền được vào cái tiếp tục cái câu này không ạ? Vậy vậy mà dưới mắt tôi thì sao? Chúng ta có rất nhiều các đáp án để có thể chọn, đúng không? Chúng ta có thể tiếp tục viết một cái gọi là một cái suy nghĩ của người anh. Không ngờ tôi lại như thế nọ, tôi lại như thế kia, đúng chưa? Vậy mà dưới mắt tôi thì em thế nọ, em thế kia. Chúng ta có rất nhiều cách để kết thúc, đúng không ạ? Vậy thì kết thúc ở đây có hậu hay không có hậu là không chính xác. C và D vứt, được chưa? C và D không phải C và D đâu. Không phải C và D đâu, được chưa? Mà đáp án ở đây là gì? Đáp án ở đây chính là, à, tại sao không phải là đáp án B? Ở đây cô không nhìn thấy bạn nào chọn đáp án B. Hô ứng là gì? Hô ứng nghĩa là mở đầu như thế nào thì kết thúc sẽ phải tương ứng như thế để có được một cái sự gọi là đóng mở một cách nhịp nhàng, đúng không? Nhưng ở đây thì đáp án chính xác là gì? Kết thúc bất ngờ và kết thúc mới. Đúng chưa? Chúng ta có thể viết tiếp cái câu chuyện này bằng cách điền vào dấu ba chấm. Nếu mà ở lớp cô dạy chúng ta ở lớp thì cô sẽ cho chúng ta làm một cái đề, đó là cô để nguyên cái đoạn như thế này, cô chỉ cho chúng ta một cái đề, đó là em hãy viết tiếp câu chuyện đấy bằng một cái cách kết thúc bất ngờ. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái khả năng suy nghĩ, cái khả năng sáng tạo của chúng ta, cái khả năng kết nối các sự kiện của chúng ta để chúng ta có được một cái kết mở nhưng mà hay, ý nghĩa đấy, khác hoàn toàn với cái cách kết của tác giả. Đấy là chúng ta đang đồng sáng tác đấy với tác giả đấy, được chưa ạ? Rồi, xin cảm ơn các bạn. Có đáp án A, được chưa? Đáp án A là đáp án chính xác. Rồi, cô đã thấy bạn Hà Phương hú rồi. Bạn Hà Phương thì biết Facebook là gì không biết. À, tên 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 là gì không biết, cô chỉ thấy Facebook là Hà Phương thôi. Rồi, A, được chưa? Rồi, xin chúc mừng các bạn đáp án A. Tiếp tục đoạn trích gián tiếp cho thấy điều gì trong tính cách của Kiều Phương? Dễ quá rồi. Tính cách gì của Kiều Phương nào? Tính cách gì của Kiều Phương nào? Tính cách gì của Kiều Phương? Rồi, cô đang nhìn thấy, chưa nhìn thấy đáp án. Rồi, đáp án đầu tiên Hương Thu A. À, Hoàng Sơn C. Rồi, vẫn nhiều bạn đang hú. Vẫn nhiều bạn đang hú. À, rồi. Đáp án gì nhở? Tính cách gì của Kiều Phương rõ ràng ở đây? Làm gì có hiếu thảo ở đây? À, chuẩn bị quy gì nhá? Chắc thì khoảng mấy câu nữa thôi. A, A, B, C, D không? Không, chúng ta chọn đáp án đúng nhất cho cô. Qua cái việc là người em vẽ bức tranh về người người anh trai của mình thì rõ ràng là gì đây ạ? À, rồi ôi, chỉ có đáp án A, A đáp án chính xác nhất thôi, đúng chưa? Hồn nhiên, yêu quý anh trai, đúng chưa? Làm gì có hiếu thảo ở đây? Đúng chưa? Trong sáng gì, trong sáng có, nhưng mà đáp án chính xác nhất
có yêu quý anh trai, đúng không? Rồi yêu quý người thân của mình. Rồi, tiếp tục. Theo em, câu chuyện đã cho thấy thói ghen tị và sự ích kỷ của con người được có thể được hóa giải bởi điều gì? Rõ ràng là chúng ta thấy sự gato của người anh, đúng không? Gato chứ. Nếu như anh của cô mà giỏi như thế, à em của cô mà giỏi như thế, mọi người cứ tập trung vào em của cô rồi mọi người cứ khen em của cô thì cô cũng khó chịu chứ. Đúng không? Cô cũng cảm thấy mình làm sao đấy ạ? Mình là một đứa kém cỏi. Mình là một đứa làm sao đấy ạ? Chả làm được cái việc gì cả. Bố mẹ suốt ngày chê. À bố mẹ không chê, nhưng mà khen em nhiều hơn. Thấy mình tủi thân, không được quan tâm thì đấy là ghen tị rồi còn gì nữa, đúng chưa? Và ích kỷ là làm sao đây ạ? À? Chả muốn chơi với em, kệ đúng không ạ? Chỉ nghĩ cho bản thân mình rồi. Cô nhìn thấy nhiều bạn hú lắm. Chúng ta câu cuối cùng nha, câu cuối cùng trước khi đến quizy nha. Nào câu cuối cùng nào. C. Ừ đúng rồi đấy, C rồi. Nhung Trần. À em mới vào, cô gọi là Tuấn Anh rồi. Cô chào Tuấn Anh, Facebook Giang Lê chuẩn bị chơi quizy rồi. Tuấn Anh sẵn sàng chơi quizy chứ? Rồi rồi nào, tiếp tục nào. À D, D à, D á. Bông ơi tại sao lại chọn D? Nỗ lực của bản thân con người á, nỗ lực cái gì? Câu này chính xác nhất là gì? À. Ôi, bạn James Nguyễn này có nhiều câu hay lắm. Cô xin phép không đọc comment của James Nguyễn. Rồi, ai mách thì cứ mách nhá. Đây là chuyện quá bình thường, không có gì lạ. Nào, rồi C. Đáp án C đúng rồi đấy. Chính là sự trong sáng và lòng nhân hậu của người em, đúng không? Người em đâu có để ý gì đến cái việc là người ngoài hay là bố mẹ gì đấy khen đâu, đúng chưa? Mà người em chỉ quan tâm đó là gì, người anh mình vui vẻ thôi, đúng chưa? Chỉ quan tâm đến là cái tài năng của người em thể hiện ra cái tình cảm của người anh. Người em nghĩ rất đơn giản, đúng chưa? Còn chỉ có người anh là cảm thấy tủi thân, cảm thấy là mình không được quan tâm thôi. Nó là sự ghen tị đấy. Rồi, chúng ta sang quizy nha. Rồi, chúng ta sẽ sang quiz gì? Chúng ta sẽ sang quy gì? Ok, mời các bạn. Cô comment link vào đây nha. Cô đã comment link vào đây. Cô gửi link rồi. Hoàng Sơn đây có vẻ hơi bị gato một tí, đúng không? Cô có để ý đến comment của Hoàng Sơn mà, đúng chưa? Hoàng Sơn trả lời nhiều câu hỏi đúng phết đấy. Cô thấy hôm nay các bạn trả lời đều gần như là đúng. Có Hồng Xiêm mà hay trả lời sai. Đấy, Bảo Khánh đây hay trả lời sai, đúng chưa? Nào, được chưa? Chúng ta đã join vào được chưa nhở? Cô copy link rồi đấy. Cô gửi link rồi. Cái gì? Được chưa? Chúng ta vào được chưa? Ơ? Học học online trên Micro Team là cái gì đây? Đây chúng mình chơi game trên Quizy thôi. Giờ hôm nay cô nhiều fan hâm mộ quá. Nào bạn nào vào được Quizy chưa? Nào xem nhá.
phải được 50 rồi. Ok, chúng ta start nha. Chúng ta start nha. Rồi, play được chưa? Ui, 50 bản rồi. Trời ơi, vừa nãy đăng 70 mà sao bây giờ tụt xuống còn 55 view này. Chúng ta phải share cho cô chứ nhờ. Càng đông càng vui đúng không? Đã mất công cô khỏi ốm rồi thì chúng ta phải đông vui như lần trước chứ nhở. Nào hôm nay chắc là nhiều bạn đi chơi nè. Đi chơi tranh thủ trước Covid nè. Covid một cái là khỏi đi nè. Nào, được chưa? Tiếp tục nha. Ok, cô start nha. 54, 55 rồi. 56 rồi. 57 rồi. Bằng với số view luôn. Số view bao nhiêu thì số Joy Quizy bằng luôn. Ăn 58 rồi. Rồi, vượt view Quizy rồi. À, vượt 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 view của livestream rồi. Nào, ok, xong chưa? Cô sẽ xem cho bạn nào đứng top nha. Bạn nào đứng top nha. Start nha, ok. Rồi, xin mời. Xem nào. Nhanh, thật đúng. Hai phút nữa ạ, à, một phút nữa nha, một phút nữa nha. Nào xem có nhiều bạn, có nhiều bạn không chơi được lắm, chắc có thể là bị lỗi rồi, bị lỗi mạng hoặc là bị không nhảy được vào rồi. Nhi nè không chơi được rồi này, Hoàng đẹp trai không chơi được này, sao băng này, Ken này, Minh 6A là bị dừng này, Mai Hồng Thúy có thấy cũng 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 dừng con số 0 này. Chắc là bị ấy rồi. Xiêm này cũng dừng rồi. Ôi dồi ôi, bạn nào đáng yêu thế. Để tê yêu cô Khánh à. Chắc cô phải cắt màn hình lại mới được. Ơi, cứ thế này thì chắc là cô cứ cứ phải gắn bó lâu dài với chúng ta thôi. Yêu lắm ý. Này mà dạy ở ngoài chắc là phải yêu nữa. Tội là dạy qua màn hình.
chỉ được đọc qua comment thôi. Đấy, gặp ở ngoài chắc là phải đáng yêu kinh khủng. Rồi. Thế nào? Nhật Ba Jenny, Mai Thúy này, Hoài An này. Ngoài. Rồi, em nha. Em được chưa các bạn ơi? Xem top nào. Wow. Mai Anh, Thúy Dương và trời ơi, tiếng hét nào mà dễ thương thế kia. Bạn nào đấy không biết. Rồi, Đảng Việt Nam đứng thứ tư. Đăng đại hội. Chuối cái gì đây? Tố Lan, Mai Anh, Tuấn Anh. Rồi, cô đang nhìn thấy à, được phong là Master. Rồi, cô đang nhìn thấy đây. Một là ai đây? Một là A Mai Anh là hai, Thùy Dương là ba, Chuối gì đây là bốn, Tố Lan là năm, Đảng Việt Nam là sáu, Cao Ngọc Anh là bảy, Lê Truyền Linh là tám, Minh Phát là chín, Ken là 10. Rồi, cô đang thấy top 10 rồi. Chúng ta rất xuất sắc. Ok, exit nha. Vậy thì buổi học ngày hôm nay à đã kết thúc rất là vui vẻ rồi. Có một cái câu là cái câu bài học, những bài học gì đúng không? Thì chúng ta hơi bị confused, à hơi bị rối rối một tí. Vì cái câu đấy cũng hơi đánh đố một tí. Nhưng không sao. Rồi ôi, Chích Chi à, cũng không nhìn thấy tên của Chích Chi luôn ý. Rồi, những bạn nào không join được thì không sao nha. Rồi bạn nào đúng thì rất là chúc mừng chúng ta. Được chưa ạ? Bởi vì sao? Vì có thể là mạng lag hay như thế nào đấy chúng ta không join được đấy. Ngày trước cô thấy các bạn vẫn vào bình thường. Thôi buồn quá nhờ, có thể là mạng đấy. Chứ cô không có lỗi gì đâu. Tại cái thằng Quizy, được chưa? Còn nếu không thì cô có thể chuyển. Chúng ta chơi Kahoot. Ừ, thôi Quizy cô thấy là dễ chịu nhất rồi đấy. Rồi, thế nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn lớp 6 vào tuần sau. Được chưa? Thứ năm tuần sau. Hy vọng là thứ năm tuần sau chúng ta sẽ có buổi cuối cùng với cô trước khi nghỉ Tết. Và không biết là nghỉ Tết năm nay có bị cách ly Covid không? Nếu mà cách ly Covid ở nhà thì chắc là chúng ta phải có một cái gì đấy để relax đúng không? Để giải trí. Thì nếu lúc đấy chúng ta cần cần cho bài học thì chúng ta hãy hỏi cô nhé. Chúng ta hãy đưa ra ý kiến của mình trong câu lạc bộ học bài ở nhà. Và nếu mà cần học live với cô thì chúng ta hãy join vào trong câu lạc bộ học bài nhà nhá. Có đăng ký học live cùng cô đấy và cùng các thầy cô của học bài nhà nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất đáng yêu của cô. Ôi cô chỉ mong là được gặp chúng ta ở ngoài thôi ý. Không biết chúng ta ở ngoài chắc phải dễ thương hơn gấp 10 lần ở đây ý. Ở đây là dễ dễ thương lắm rồi. Rồi, thế nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc chúng ta ôn tập bài này thật tốt. Bài này dễ thôi, không có gì khó. Đúng không? Khó nhất vẫn là những bài văn miêu tả thôi và cô sẽ cố gắng đi những cái đơn vị kiến thức cực kỳ nhỏ nhưng nó là những cái cơ bản để chúng ta có thể nắm được cái kiến thức của trong học kỳ lớp 2 của lớp 6. Ok, xin chào, chúc chúng ta ngủ ngon, được chưa? Và mơ thấy những giấc mơ đẹp, mơ thấy cô Hà này thì quá tuyệt vời. Rồi, thế nha, bye bye!